Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Huỳnh Thục Vy bị bắt thi hành án tù về tội xúc phạm quốc kỳ. Nhà hoạt động trẻ Huỳnh Thục Vy vừa bị cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk bắt đi vào chiều ngày mùng 1 tháng 12 để thi hành án tù đã tuyên vào năm 2018 về tội xúc phạm quốc kỳ. Thông tin trên trang Facebook cá nhân của Huỳnh Thục Vy, gia đình cho biết Huỳnh Thục Vy đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ lúc 4 giờ chiều ngày 1 tháng 12 năm 2021. Và vào thời điểm thông báo được đưa ra, gia đình đã không liên lạc được với chị vì tài khoản Facebook do gia đình Thục Vy tiếp quản và điều hành. Đây là hình ảnh nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy bên phải và lá cờ bị xịt sơn. Thông tin với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào tối ngày 1 tháng 12, ông Lê Khánh Duy, chồng của Huỳnh Thục Vy cho biết việc vợ ông bị bắt là sớm hơn dự kiến, khi con thứ hai của ông chưa đủ 3 tuổi, là thời gian bà Huỳnh Thục Vy được tạm hoãn thi hành án vì đang có thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Ông đã kể lại với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Bắt đầu từ tối hôm qua, mình thấy có 3-4 người an ninh canh trước nhà. Sau đó vào sáng nay thì bên tòa án được giấy tống đạt hủy giấy hoãn quyết định thi hành án. Chiều nay Vy đi thăm bà ngoại lần cuối ở Buôn Mê. Đến 4 giờ thì họ áp tải từ trên đó về luôn, về tới trại giam Buôn Hồ là khoảng 5 giờ. Ông Duy cho biết ông đã được thăm và mang đồ cho vợ sau đó và tinh thần của Huỳnh Thục Vy là không có gì bất ngờ. Tuy nhiên ông Duy bày tỏ lo ngại về chứng trầm cảm nhiều năm nay của vợ có thể sẽ gây ảnh hưởng cho sức khỏe tâm thần của Huỳnh Thục Vy khi cô phải sống trong môi trường trại giam. Ông nói có một vấn đề là Vy hiện nay đang điều trị chứng trầm cảm, cho nên việc thay đổi môi trường và hoàn cảnh sinh hoạt thì mình nghĩ là sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe, tâm thần của Vy. Lúc chiều, Vy có đem thuốc trầm cảm theo nhưng họ không cho đem vào. Ông Duy cũng cho biết ông đang lo xin toa của bác sĩ để đem thuốc vào trại giam cho vợ. Nhưng về lâu dài mình ngại nhất là chuyện khi một người trầm cảm phải đối diện với những tiểu xảo từ những bạn tù làm theo chỉ thị thì đó là một thử thách đối với Vy. Vì đối với một người bình thường, vượt qua chuyện đó đã khó rồi, mà đối với một người trầm cảm thì đó là một vấn đề lâu dài, Duy nói như vậy. Vụ bắt giữ xảy ra chưa đầy một ngày sau khi bà Huỳnh Thục Vy đăng tải trên trang Facebook cá nhân quyết định đề ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, nơi gia đình bà Vy cư trú, cho biết hủy quyết định hoãn chấp hành thi hành phạt đối với bà, quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Đây là hình ảnh gia đình bà Huỳnh Thục Vy với con nhỏ chưa đủ 3 tuổi, ảnh bên phải. Và bên trái là quyết định của tòa án buộc bà Vy phải thi hành án bất chấp con bà chưa đủ 36 tháng. Trên trang Facebook cá nhân vào hôm 30 tháng 11 năm 2021, Huỳnh Thục Vy viết dòng trạng thái cùng với ảnh chụp quyết định của tòa như sau. Con mình chưa đủ 3 tuổi mà họ bắt mình sớm đây. Lúc tối họ đã canh gác mình cả đêm. Giờ họ sẽ cho lực lượng xuống nhà bắt mình thi hành án sớm đây. Bà con lên tiếng ủng hộ mình nhé. Mình đi đây, tạm biệt bà con. Trước đó vào ngày 30 tháng 11 năm 2018, Huỳnh Thục Vy đã bị Tòa Nhân dân thị xã Buôn Hồ tuyên phạt mức án 2 năm 9 tháng tù về tội xúc phạm quốc kỳ. Sau khi cô dùng sơn xịt lên lá cờ đỏ sao vàng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh của Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 năm 2017. Hành động xịt sơn và đăng hình chụp với hai cờ tổ quốc bị xịt sơn lên mạng xã hội của Facebook với nội dung là phản đối lễ lạc bằng cờ đỏ sơn trắng của Huỳnh Thục Vy bị cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Buôn Hồ cáo buộc là coi thường pháp luật nhà nước. Huỳnh Thục Vy được tạm hoãn thi hành án vì đang có thai con thứ hai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Thục Vy là người sáng lập ra tổ chức Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam với mục tiêu là ủng hộ những nhà hoạt động nhân quyền là phụ nữ trên toàn quốc. Cô cũng là một blogger có tiếng khi thường xuyên lên tiếng viết về những tiêu cực xã hội và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Sau khi bị bắt giam vào ngày 1 tháng 12, cô tỏ ra bình tĩnh và nhắn nhủ chồng mình tập trung lo cho hai con nhỏ chỉ mới 5 tuổi và hơn 2 tuổi. Đây là hình ảnh tôi xịt sơn lên lá cờ là để bày tỏ thái độ phản đối luận điệu tuyên truyền của họ trước chế độ cai trị của họ. Người dân không vui vẻ hạnh phúc gì cả. Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy giải thích ý nghĩa của hoạt động xịt sơn lên cờ đỏ sao vàng như vậy. Vào năm 2012 khi đó, bà Vy cùng cha mình là cựu tù nhân lương tâm
nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn được tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế trao giải Herman Hem để ghi nhận lòng dũng cảm và kiên định trước sức ép đàn áp chính trị. Ngay trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử nhà hoạt động này, tổ chức ân xá quốc tế có trụ sở ở Mỹ nói đây là một cáo buộc lố bịch và cho rằng điều này làm tăng thêm sự đàn áp của nhà cầm quyền vào quyền tự do biểu đạt. Đây là một sự truy tố có mục đích chính trị của nhà cầm quyền để đáp trả những nỗ lực không mệt mỏi của Huỳnh Thục Vy trong việc phanh phui những vi phạm nhân quyền của Việt Nam và việc cô có một tài khoản, tức là mạng xã hội, có nhiều người theo dõi. Nicholas Bickrin, giám đốc khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của tổ chức có trụ sở ở New York, nói trong một tuyên bố đăng trên trang web của tổ chức này vào hôm 29 tháng 11. Việc những nhà cầm quyền sử dụng cáo buộc xúc phạm cờ tổ quốc để đàn áp những chỉ trích ôn hòa đã thấy rõ việc đàn áp ngày càng tồi tệ hơn và quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam. Ông Le Green đã nói như thế. Ông nói thêm, điều thực sự xúc phạm ở đây là nhà cầm quyền thiếu sự tôn trọng đối với các chuẩn mực về nhân quyền và luật quốc tế. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động xã hội mới bị bắt gần đây trong năm 2021 chỉ vì bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa nhưng bị quyết định là chống lại chính quyền. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Việt ngữ vào hôm 20 tháng 11, ông Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế nói: "Chúng tôi rất quan tâm đến trường hợp như thế. Cô Huỳnh Thục Vy lẽ ra không nên bị đưa ra tòa xét xử vì những tội danh đó. Thật là nực cười khi chính quyền Việt Nam cố tình khép cô Vy vào tội xúc phạm lá cờ quốc gia. Rõ ràng là nhà nước Việt Nam coi trọng các biểu tượng hơn là quyền làm người của nhân dân của chính họ. Phải hủy bỏ mọi cáo buộc đối với Huỳnh Thục Vy và nếu chính quyền cứ tiếp tục truy tố và bỏ tù cô thì đó là điều mà các đối tác thương mại của Việt Nam và các nước cấp viện trợ cho Việt Nam cần nêu lên với Việt Nam để đòi hỏi Hà Nội trả lại tự do cho cô." Ông Robertson nói rõ ràng Việt Nam chưa tuân thủ các cam kết về nhân quyền đã được ghi trong thỏa thuận thương mại tự do châu Âu và Việt Nam. Ông nói tiếp: "Quan điểm của chúng tôi là còn quá sớm để chung kết thỏa thuận này. Việt Nam phải được cho biết là nước này cần phải cải thiện tình trạng nhân quyền trước khi châu Âu thường tưởng thưởng cho Việt Nam với một thỏa thuận thương mại tự do như thế." Ông Robertson cũng nói trong thời gian qua, không những Thục Vy mà cả gia đình cô, cha và em cô đã trở thành mục tiêu bị chính quyền sách nhiễu, phân biệt đối xử, chấn áp tinh thần, thậm chí bị đàn áp có hệ thống. Đây là hình ảnh bà Huỳnh Thục Vy bên bìa trái cùng các thành viên trong Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam chụp ảnh chung với các nhân viên sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 18 tháng 11. Cha của Huỳnh Thục Vy, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, là một tù nhân chính trị đã từng bị giam cầm nhiều năm. Ông Robertson nói tiếp: "Gia đình của Vy đều nói lên những gì họ suy nghĩ. Họ đã thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và đứng lên đòi hỏi các quyền của họ. Hậu quả họ đã bị chính quyền nhắm tới và bị đối xử tàn tệ. Việt Nam cần ngưng ngay những hành động sách nhiễu với gia đình này." Phó giám đốc của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đặc trách châu Á còn nói rằng lẽ ra chính quyền Việt Nam phải cảm ơn gia đình họ, Huỳnh và các công dân khác đã chỉ ra các vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt. Chẳng hạn như nạn tham nhũng dưới nhiều hình thức, nạn ô nhiễm môi trường, v.v. để có cách đối phó hay giải quyết. Ông nói tiếp, chính quyền Việt Nam lại đi tìm cách che đậy những hành vi sai trái và vi phạm các quyền của dân thay vì lắng nghe sự thật từ các blogger và các công dân khác cũng quan tâm đến tình hình đất nước. Tôi tin rằng điều quan trọng là mọi người phải chú ý tới vụ xét xử để đảm bảo chính quyền không vi phạm các quyền căn bản của Thục Vy. Tôi cho rằng cả vụ xét xử này là một trò nhạo báng công lý." Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bất ngờ ít ai biết đằng sau dự án của ô tô VinFast của ông Phạm Nhật Vượng. Sự kiện xe hơi điện VinFast triển lãm tại Mỹ với cam kết của hãng này có thể giao xe đến tay người tiêu dùng ở Mỹ chậm nhất là vào cuối năm 2022, khiến không ít người Việt Nam cảm thấy tự hào vì một thương hiệu Việt Nam không tên tuổi lại có tham vọng bước chân vào một thị trường cạnh tranh cao độ như nước Mỹ. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng VinFast chỉ chém gió quăng bom như kiểu quăng nổ với chiếc điện thoại B-Phone xuất khẩu vào châu Âu
nhưng với những chi tiết ghê gớm rằng Bphone được xuất khẩu cho cường quốc quân sự và chỉ dành cho yếu nhân hay còn gọi là khách VIP. Tất nhiên, người đọc cũng khó mà kiểm chứng được sự ghê gớm ấy cụ thể đến như thế nào. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tử Quảng hôm 22 tháng 3 cho biết điện thoại Bphone của ông được xuất khẩu vào châu Âu nhưng dành cho cường quốc quân sự và được sử dụng cho yếu nhân hay còn gọi là khách VIP. Cũng hay như điện thoại smartphone Vsmart của Vingroup đang có dấu hiệu chết yểu ngay trên sân nhà ở thị trường Việt Nam cũng cho thấy Vingroup không phải là dự án nào cũng thành công. Cũng như điện thoại Vsmart, dự án xe hơi của Mỹ. Để sản xuất xe điện thì rất nhiều, nhưng nếu VinFast vào Mỹ có tính chất thiếu thực tế và ảo tưởng bởi lẽ công nghệ không phải là thế mạnh của Việt Nam. Báo chí trong nước hôm 29 tháng 10 cũng đồng loạt cho biết VinFast vừa ghi nhận mức lỗ kỷ lục gấp đôi năm ngoái. Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2021 cho thấy VinFast lỗ 11,3 nghìn tỷ đồng, tức là 491 triệu đô la Mỹ, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái là 6,6 nghìn tỷ đồng, tức là 287 triệu đô la Mỹ. Ông Thúc Phạm, một nhà báo từng làm biên tập viên cho VTV hiện sống ở Hoa Kỳ, đưa ra bình luận mà ông cho rằng trái tài khó chịu đối với ông Phạm Nhật Vượng về xe hơi điện VinFast vào Mỹ. Nội dung được chia sẻ như sau. Vụ ô tô VinFast, tôi đã nói nhiều lần về bản chất của dự án này. Cá nhân tôi không rõ anh Vượng làm gì khi một lúc anh tham gia vào hai thị trường kinh doanh khủng khiếp nhất thế giới, đó là điện thoại di động và ô tô. Tôi nói luôn, quan điểm của tôi đó là anh Vượng rất giỏi trong việc thâu tóm đất đai, phân lô, bán nền, xây chung cư, nhờ tài đi đêm của mình. Trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam, anh là số 1 bởi đơn giản anh độc quyền. Còn điện thoại hay ô tô lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, bởi tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng thế giới họ không làm được thì Việt Nam, một đất nước zero về công nghệ và khoa học, càng không bao giờ làm được. Thị trường ô tô hay điện thoại di động giờ đây đã trở nên quá bão hòa và là sự độc chiếm của những ông lớn trên thế giới chia miếng bánh với nhau. Đây là hình ảnh Vingroup tuyên bố dừng sản xuất điện thoại Vsmart từ tháng 5 năm 2021. Trong lĩnh vực ô tô, từ phân khúc thấp, trung cấp, cao cấp đều đã có những nhà sản xuất như Toyota, Hyundai, BMW và Mercedes. Điện thoại di động thì có Xiaomi, Huawei, Samsung, Apple và nhiều hãng khác. Giàu có, vĩ đại như Microsoft, ti toe nhảy vào làm điện thoại chết sặc máu. Một anh đại gia cỡ lớn như Sony cũng từng tuyên bố không làm điện thoại nữa vì không cạnh tranh nổi với Trung Quốc và Hàn Quốc. Vậy anh Vượng nghĩ mình nhiều tiền hơn Microsoft và Việt Nam có trình độ công nghệ cao hơn Mỹ hay sao? Ngành ô tô còn khủng khiếp hơn rất nhiều. GM là một công ty ô tô trong lịch sử đã từng đứng hạng top thế giới của Mỹ, nhưng giờ đây do không chịu cải tiến và đã không thể cạnh tranh nổi với ô tô của Nhật Bản hay Hàn Quốc. Hậu quả là chính phủ Mỹ đã phải tung hàng chục tỷ đô la ra để cứu, nhưng đến giờ vẫn không ăn thua. GM vẫn sống ngắc ngoài và trông chờ vào bầu sữa của chính phủ. Malaysia thì cách đây mấy chục năm tự hào tuyên bố về thương hiệu ô tô Proton với tỷ lệ nội địa hóa gần 70%, tức là made in Malaysia tới 70%. Mà giờ đây chính phủ cũng đang mỗi năm phải bỏ ra tới 3,4 tỷ đô la để nuôi báo cô. Nên nhớ, nền công nghiệp Malaysia phát triển gấp mấy lần Việt Nam thì họ mới có khả năng tự nội địa hóa sản phẩm của mình lên đến tỷ lệ 70%. Không phải như cái xe của anh Vượng đặt hàng nguyên con của nước ngoài rồi gắn cái mác của mình vào rồi hô hào là tự hào Việt Nam. Nhưng cái gì cũng phải đi thuê của nước ngoài, đặt ở nước ngoài. Nếu sản xuất ô tô chỉ là đi đặt hàng rồi mua công nghệ thì quá đơn giản. Chắc ô tô Trung Quốc bá chủ thế giới từ lâu rồi. Vì ai nhiều tiền bằng Trung Quốc cho được? Đây là hình ảnh bán chạy nhất Trung Quốc là xe hơi điện Vung Linh có giá khoảng 150 triệu đồng Việt Nam, cộng với thiết kế khá dễ thương. Nhưng vấn đề đơn giản không chỉ là mua công nghệ, bởi nếu chỉ đặt hàng mua công nghệ thì họ chỉ bán cho anh cái sản phẩm đã hoàn thiện, chứ đâu có bán cho anh cách sản xuất ra cái công nghệ đó. Giống như anh đã bỏ tiền mua phần mềm của Windows vậy, chứ có mua được mã nguồn của Windows để viết ra cái Windows mới mà bán đâu. Nhà sản xuất tư bản nước ngoài không ngu để bán công nghệ cho người khác, nếu có bán chỉ là bán những công nghệ lỗi thời, lạc hậu mà thôi. Dĩ nhiên, khi đã không tự sản xuất ra được mà phải nhập ngoại thì giá thành sản phẩm sẽ bị đẩy lên cao, đắt hơn giá trị thật,
và không có tính cạnh tranh. Bởi thế, muốn phát triển cho ô tô, các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc đều phải phát triển từ cái gốc đi lên, là lấy từ công nghệ luyện kim, cơ khí để tạo ra được khung, gầm, ô tô đạt tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao. Sau đó, dần dần mới tiến đến những xa hơn như thiết kế và chế tạo động cơ. Không có quốc gia nào không làm nổi cái xe đạp lại có khả năng chế tạo ra cái ô tô cả. Mọi người liệu có biết rằng trước khi trở thành cường quốc ô tô của thế giới thì Hàn Quốc và Nhật Bản là cường quốc luyện kim chế tạo máy của thế giới hay không? Có biết rằng trước khi thành công với ô tô, họ đã trải qua một thời gian dài làm những vật dụng gia đình như TV, máy lạnh, tủ giặt để có kinh nghiệm và trình độ về công nghiệp chế tạo máy. Không những chỉ là chế tạo và nội địa hóa, mà muốn thành công thì anh phải tối ưu dây chuyền sản xuất của mình, làm sao để tạo ra sản phẩm mà giá thành lại phải rẻ hơn hẳn những hãng khác. Đây chính là lý do vì sao mà nhiều nước có nền công nghiệp nặng, trình độ cao như Nga, mà ngành công nghiệp ô tô của họ chết ngòm củ tỏi từ lâu. Đây là hình ảnh chiếc xe Zeta, xe hơi điện giá rẻ khoảng 7.000 đô la Mỹ của Nga có thể chạy liên tục 560 km mới phải sạc pin. Người Nga thừa sức tạo ra những miếng thép, cái ốc vít, động cơ để lắp vào phi thuyền, phóng lên vũ trụ khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Nhưng do không có kinh nghiệm tối ưu hóa cho nên sản phẩm của họ làm ra không có tính kinh tế để cạnh tranh với xe của Nhật, của Hàn Quốc. Và khi ông Phạm Nhật Vượng nếu tuyên bố mở nhà máy chế tạo luyện kim gang thép chất lượng cao để cung cấp phụ kiện ô tô đạt chất lượng quốc tế như Toyota hay BMW thì có thể tin được. Chứ anh chém gió bảo sản xuất ô tô để cạnh tranh ngang hàng với Toyota và BMW thì không bao giờ. Bởi nên nhớ, để duy trì được một dây chuyền sản xuất ô tô hoạt động có lãi thì mỗi năm dây chuyền đó phải sản xuất ra khoảng 300.000 chiếc ô tô. Bởi vì nếu sản xuất thấp hơn con số này thì càng hoạt động, càng duy trì thì sẽ càng lỗ lớn. Ông Phạm Nhật Vượng liệu có đủ khả năng để đá đít Toyota ra khỏi thị trường Việt Nam để đạt được con số này hay không? Anh Vượng có nhiều tiền thì cũng chỉ có 4,5 tỷ đô la nhất Việt Nam mà thôi, chứ so với thế giới không là cái gì. Vậy liệu anh có đủ tiền để duy trì bù lỗ như chính phủ Mỹ đang bơm cho hãng GM hay không? Tất nhiên, cái mà tôi suy tư không phải là việc anh Vượng có thành công với cái ô tô của mình hay không, mà vấn đề ở đây là có nhiều kẻ bơm thổi cái ô tô đồ chơi của anh Vượng trở thành thương hiệu quốc gia, rồi khi nó làm ăn thua lỗ như các quốc gia khác, lúc đó chính phủ sẽ phải bỏ tiền thuế của dân ra để duy trì và nuôi bò cổ số ô tô này. Cũng nên nhớ, Vinashin diễn ra gần chục năm và mất khoảng 4 tỷ đô la, còn mỗi năm để duy trì cái thương hiệu quốc gia như của anh Vượng thì mất từ 3 đến 4 tỷ đô la đó. Đây là hình ảnh ông Tổng Giám đốc Toàn cầu của VinFast Michel giới thiệu mẫu xe VF-E35 tại triển lãm xe hơi Los Angeles vào hôm 17 tháng 11 năm 2021. Các bạn hô tự hào Việt Nam lúc đó liệu xem có sẵn sàng bỏ tiền túi của mình ra để nuôi cái của nợ đó hay không? Thỉnh thoảng có các bài báo chính thống lẫn trong các clip trên YouTube có nội dung đại ý cả châu Á kinh ngạc hay ghen tị với Việt Nam mỗi khi Việt Nam có một dấu ấn nho nhỏ nào đó. Chẳng hạn như mang ô tô đến triển lãm ở châu Âu hay Mỹ chẳng hạn, hay đội bóng đá giành một giải gì đó. Đấy là quyền tự do ngôn luận thôi. Những người viết bài này làm clip như vậy có thể để bản thân họ cũng hoang tưởng, nhưng có lẽ chính xác hơn là họ biết khai thác tính thích tự huyễn hoặc dễ tự mãn của một phần không nhỏ trong dân số của Việt Nam. Nếu bình tĩnh mà ngẫm nghĩ thì có thể thấy cả hai lĩnh vực bóng đá và ô tô tuy khác hẳn nhau nhưng Việt Nam đều xây nhà không có móng. Một cái xe ô tô động cơ đốt trong có tầm 30.000 linh kiện, ô tô điện thì ít hơn một chút. Bất cứ hãng xe nào muốn thành công có lãi phải chủ động được phần lớn số linh kiện đó. Ai mà có ô tô đi mua phụ tùng đều có thể thấy cái gọi là công nghệ ô tô Việt Nam nó thảm hại như thế nào. Từ những cái cực kỳ đơn giản như mấy cái ốp nhựa, đèn, đóm, gạt mưa, má phanh, lọc dầu, lọc gió vân vân còn chẳng sản xuất được, nói gì đến những cái phức tạp hơn. Sản xuất ô tô mà trên 90% linh kiện phải đi nhập thì làm sao tự chủ có sức cạnh tranh và có lãi cho được. Cũng chẳng làm sao mà tự hào là Việt Nam sản xuất được ô tô dạng như thế. Một hãng xe có thành công hay không phải chờ 10 năm mới biết được, không phải mới làm ra cái xe mẫu là khơi khơi đã thành công và tự hào dân tộc. Bây giờ người Việt Nam chịu nghe những lời trái tai,
khó chịu, nhưng đi vào bản chất của vấn đề, chịu làm những cái cốt lõi, nền tảng thì mới đi xa và có thành công lâu bền được.